nay tôi tiếp tục hướng dẫn với các bạn cái bài tức là kiểm tra một cái máy mà nó khó nổ. Như cái bài trước ấy là tôi đã hướng dẫn các bạn kiểm tra số bắp. Đấy. Thì để kiểm tra một cái máy có nổ thì ta phải kiểm tra nhiều cái, bởi vì cái máy nổ được ấy là như tôi đã nói ấy, là anh phải đủ mấy điều kiện: một là phải kín hơi, hai là kim bơm là phải tốt, ba là trục khuỷu ấy là phải chuẩn. Ba cái điều kiện đấy là cơ bản nhất để cái máy nổ được. Còn tất nhiên là như các cái hệ thống khác là phải tốt rồi. Thế bây giờ ấy, tôi đã tiến hành kiểm tra xúc bắp. Như hôm qua tôi đã tiến hành kiểm tra xúc bắp, tôi đã nghi cái nổ ở kia. Đấy. Thế thì như thế nào thì mình kiểm tra cái nào hư hỏng ở bên ngoài này thì ta kiểm tra và ta sửa chữa lại. Hôm nay tôi tiếp tục hướng dẫn là tháo cái mặt quy lát. Ta tiến hành tháo mặt quy lát này. Thì đầu tiên ta tháo cái đường dầu hồi ra. Cái đường này người ta gọi là đường dầu hồi ấy, đường dầu thừa này. Xong tiến hành tháo dàn quả mỏ. Khi tháo là ta phải sử dụng đúng tà lê, hay là đúng cái dụng cụ của anh. Thứ hai là tháo là phải đều, ví dụ như 3 ốc thì ta phải tháo đều 3 ốc, mà 4 ốc thì ta phải tháo đều 4 ốc. Chứ nếu mà ta không tháo đều ấy, cần gây các cái ứng suất tập trung là nó dễ bị vỡ, bị gãy. Người ta tiến hành ta tháo đến đâu ấy là phải kiểm tra ngay đến đấy. Thí dụ như là tôi đang tháo con ốc này, nhưng mà thực tế mà nói là tôi phải kiểm tra xem là cái con ốc này có tốt hay không này. Đấy, mình nhìn thấy rất tốt. Đấy, ốc dưới cũng thế. Có nghĩa là khi tháo một cái máy ra là mình tiến hành là kiểm tra từng tí một. Bây giờ tôi vi lấy ra này. Đấy. Phải lấy ngay cái đũa ra, không có là mình sơ suất là rơi vào trong bụng. Thứ hai là mình kiểm tra xem có bị gãy hay bị cong hay không. Đấy. Nếu mà ta kiểm tra cái đầu dưới ấy, ở bên trong đấy mà cái này mà nó bị mòn vẹt ấy, thì phải tiến hành thay cái trục cam. Bởi vì là nó bị mòn vẹt đấy là cái vấu cam nó làm việc không tốt. Đấy. Trong trường hợp này ta phải tháo, ta lau chùi sạch sẽ, ta xem nó tròn rất đẹp, tức là cái đèn tại bên trong là còn đang rất tốt. Chỉ khi mà cái vấu cam mà anh đã bị xê dịch đấy là anh cứ dây đi dây lại làm cho cái này là bị mòn cục bộ. Thứ hai kiểm tra cái xúc bắp. Trước hết ta nhìn vào cái xúc bắp này, hai cái xúc bắp. Cái việc đầu tiên là ta xem cái đuôi xúc bắp nó có cao hay không. Đấy, có cao hay không, như trong trường hợp này là đảm bảo cái độ cao vừa phải, đừng có cao quá mà cũng đừng có thấp quá. Nhưng mà nếu trường hợp mà cái đuôi xúc bắp này mà bằng mấy cái bát lò xo này là không được. Đấy. Cái trường hợp vẫn bằng này là chủ yếu, một là cái đuôi này bị mòn, hai nữa là cái rãnh hãm đuôi này mà cái móng ăn vào đấy là nó bị mòn đi, thì nó thụt cái xúc bắp xuống. Thì lúc bây giờ nếu mà bằng với cái mặt này, mặc dù máy vẫn kín đấy nhưng mà không nổ, là vì là cái này nó bằng đi ấy, khi thằng này nó, cái quả mổ này nhúi xuống nó sẽ đụng chạm vào cái bụng này, chạm vào đây, chạm vào cái bát lò xo này, làm cho cái này vành đi và lúc nào máy cũng bị hở. Đấy, cho nên là không nổ được. Đấy là một cái cũng rất quan trọng, tức là hai cái đuôi xúc bắp này là phải đều, phải cao hơn cái tầm khoảng độ 5 đến 7 phân là được. Cái thứ hai là tiến hành kiểm tra cái bộ của mổ, cái dàn của mổ. Đây người ta gọi là cái cối của mổ hay là cái giá đỡ của mổ. Cái này ta phải kiểm tra xem có bị nứt hay không. Đấy. Thứ hai là giữa cái trục và các cái con của mổ này là không được dơ ngang. Hắn chỉ có thể dơ dọc này chứ còn dơ ngang này là không được phép. Nếu mà trường hợp mà hắn đã bị lỏng ra
quá cái mức độ cho phép cả hai bên, hoặc là bay mất cái phanh hãm ở đây đi, thì ta phải tiến hành sửa chữa hoặc là phải tháo ra thay cả qua mổ và thay cả cái trục này đi. Chứ không là khi làm việc nó lỏng ấy, là cứ xê dịch xê đi xê lại khi mình chỉnh chuẩn nó, nhưng mà khi làm việc cái lan cứ xê dịch là hắn sẽ không tốt. Đấy. Cho nên là ta phải kiểm tra kỹ lưỡng khi tháo. Rồi ta kiểm tra xong bộ xúc pháp, như trong trường hợp này là cái bộ xúc pháp này còn đang rất là tốt này. Đấy. Thứ hai nữa là quả mổ tốt này, nhưng mà đây là mới ở bên ngoài thôi, còn thực tế bên trong khi ta kiểm tra là như hôm qua ta kiểm tra ta bịt tay ở đây ấy, thì đấy cũng mới chỉ là tương đối thôi. Đấy, bây giờ ta mới tháo cái mặt quý lát ra ta xem ở bên trong. Như hôm qua, thí dụ như là như hôm qua tôi kiểm tra cái hệ thống xúc pháp này là đang tốt chẳng hạn, thì bây giờ đấy là tôi phải tháo ra để kiểm tra bên trong, hoặc là cái dòng quý lát bị hở, hoặc là cái lỗ nhỏ của kim phun này bị tắc, thì ông dẫn đến là rất khó nổ, mà hơi rất đầy nhưng nổ được cái làm việc này cũng rất khỏe. Thế bây giờ tôi thử tháo xem sao. Tiến hành tháo. Tháo các cái con ốc này là tuyệt đối không muốn lết, mà phải dùng ấy là đúng cái cà lê của hắn. Đúng cái cà lê của hắn là mới tháo được, chứ không là hỏng hoặc là hắn gây nên hư hỏng rất nhiều. Như cái máy này như tôi đang tháo thì là cái người làm trước ấy, là người ta lắp cái bốn con ốc này là hơi nhẹ xịt thêm nhẹ như này là dễ bị thổi cái dòng quy lát, dễ bị thổi dòng quy lát, dễ bị vành mặt quy lát. Đấy, chú ý này, ta tháo ra này, ta kiểm tra các cái con ốc này. Qua những trường hợp ấy là ta tháo ra thì cái con ốc, con bu lông này đấy, là hắn chạy ra thiêu ra luôn thì cứ kệ, chứ không được là dùng mọi cách để mà tháo mình con ốc. Hắn ra cả cái con bu lông, tức là ra cả bên chân bên trong thì cứ kệ, nó cứ tháo bình thường ra, sau ta tìm cách ta xử lý sau. Thứ hai nữa là ta phải kiểm tra xem cái gen hắn có tốt hay không. Đấy, như thế này là rất tốt. Hai con ốc tôi đang tháo đây là tốt rồi. Tháo đến đâu ta kiểm tra đến đây. Một cái rất đặc biệt mà tôi sẽ nói với các bạn ngay bây giờ, khi ta tháo bốn con ốc này, đây các bạn nhìn bốn con ốc này, rất nhiều trường hợp tức là anh thay trong cái lát chạy vài hôm anh lại thổi trong cái lát, mà tháo ra thì không biết là cái nguyên nhân như nào. Thế nhưng mà đối với một số cái loại máy mà lâu đời rồi, mà khi ta lắp giống như là thợ người ta tháo lắp nhiều, người ta không đặt cái lông đen bằng ở đây ấy, thì lâu ngày là ta xiết vào là cái lớp mặt đây, cái mặt mà cái con ốc cấn tì vào đây khi xoay ấy, là bị vỡ, không phải bị vỡ mà bị lún. Và cái tổ chức xung quanh cái chỗ này, cái chỗ này nhất là bên ngoài này, cái tổ chức gan ở đây là bị phá hủy, cho nên là lúc đấy ta lắp vào rất chắc, nhưng chạy thời gian nó lại lỏng ra, mà lỏng ra là thổi cho người lát. Đấy, những cái bệnh này ấy là đại đa số là không có kinh nghiệm là không biết được. Những cái trường hợp như này ta chỉ có thay cái mặt quý lát là mới khỏi. Đấy, tức là nó bị lún chân đây, có nghĩa là cái tổ chức gan ở đây này là hắn không quản được tốt như trước nữa, mà hắn đã bị biến dạng, cho nên là khi ta siết chặt vào và máy chạy thời gian cái là hắn bị lún xuống, là con ốc nó lỏng ra. Đấy, đấy là một cái căn bệnh mà những người thợ mà chưa có kinh nghiệm là không biết được, cứ thay dòng cái lát hoài nhưng mà không biết là tại sao cả. À, đấy này,
đôi mặt với lát ra ta kiểm tra. Ta kiểm tra ngay. Đây. Đây. Đây các bạn nhìn thấy cái lọ đây. Nếu mà ta thông cái lọ này ra là ăn thông thì là cái bệnh không phải ở đây. Như trong trường hợp này là cái lọ này vẫn còn đang còn. Tôi sẽ thông cái lọ này cho các bạn nhìn. Lấy một cái chừng khâu, nhất là cái loại chừng khâu bao mà bán tận Hải Dương. Hải Dương cái vựa thóc thứ ba của đất nước ấy. Còn có cái loại chừng khâu bao rất tốt. Ta thông cái lọ này. Này. Đã thông. Hắn đã thông rồi như này, các bạn nhìn thấy vào được một đấy đây. Trong cái đấy cái bề dày của cái lọ này là chỉ có khoảng độ nửa phân. Nhưng bây giờ ta thông vào trong tận trong này, tức là hiện nay cái lọ này đã được thông. Cái thứ hai là cái lọ trên, như cái mặt quy lát này là hắn có cái buồng đốt phủ đây. Cái buồng đốt phủ này nhiều khi nó cháy đấy. Buồng đốt phủ này nhiều khi cháy ta thay cái buồng đốt phủ. Nếu khi nào mà có cái máy nào mà thay cái buồng đốt phủ, tôi sẽ hướng dẫn các bạn thay cái buồng đốt phủ. Hắn cũng không phức tạp lắm. Sau ta mới nhìn, nhất là nhìn xem là cái vết thân cháy này, các bạn nhìn thấy này, cái xúc páp này ở đây ấy, tôi kết luận là cái đường hút này là còn đang rất tốt, nhưng cái đường xả các bạn nhìn thấy này, đấy, nó có một cái vẹt điên từ đây này, cái nhũ dòa này, có nghĩa là cái đoạn từ đây đến đây là đang bị hở, đoạn từ đây đến đây đang bị hở. Tại sao lấy điện này? Vì là cái lúc mà hắn cháy đấy, tức là buồng đốt đang kín đấy, chỉ có mình cái chỗ này hở thôi, cái đoạn này nó phì ra đây thì cái lượng dầu mà chưa cháy hết nên là nó ám lên đây, nó thành cái vẹt điện, các bạn chỉ thấy. Đấy, tôi vừa tháo ra là tôi phải nhìn ngay. Như vậy là chứng tỏ là cái xúc pháp xả này ấy, là đang bị kênh đoạn này. Thế để cho cái máy này nổ được là tôi phải tiến hành sửa chữa cái xúc pháp xả. Đấy. Và kiểm tra cái xúc hút. Trong trường hợp này tôi thấy cái xúc pháp hút rất tốt, không sao, nhưng cái xúc pháp xả là đã bị hở. Đấy thì là cái trong cái, những cái trường hợp như thế này ấy, thì các bạn phải tháo xúc pháp này ra và tiến hành sửa chữa cái xúc pháp.